Xin nhắc tới cái chữ này, cái TH này nó có hai tiếng mà cái miệng của mình á, nó y hệt như vậy. Thứ nhất, cái răng của mình á, mình phải nhe răng của mình ra mà hở ra một chút, đừng có đóng nó lại mà hở ra một chút. Và cái lưỡi mình phải vào chính giữa đó. Họ phải thấy cái lưỡi của mình, họ phải thấy cái lưỡi của mình nó phải ở đó nó mới ra đúng cái tiếng. Bạn mà ngại mà rút cái lưỡi đi hay là giấu cái lưỡi, nó sẽ không có ra cái tiếng đó. Will để ý là có nhiều học sinh của Will á, mấy người mà Will đã từng dạy đó, lúc mà họ nói cái chữ như hết, Will thì nói hết, họ thì nói hết. Họ đưa cái lưỡi của họ hết, thì tiếng Anh cũng như vậy. Cái môi của mình y như vậy, cái răng của mình cũng như vậy, mà cái lưỡi của mình á, để nó ra khoảng 1 cm thôi, đừng có hơn và đừng có ít hơn. Chúng tôi dạy các bạn nói cái chữ TH này đó, thì bạn cứ chủ yếu dồn vào cái miệng của Will, nó sẽ nhẹ. Răng của Will á, thì nó kẹp lại cái lưỡi của Will, mà lưỡi của Will nó không có ra nhiều quá, nó cũng không có, thấy không? Lưỡi của Will mà nó không có ra đó, nó ra cái tiếng, những cái tiếng S thôi, nó ra thank you, sai rồi, nó là thank you. Người Việt mình có thể chưa có quen cách phân biệt cả thank you với thank you, mà người Tây, tại vì cái này là cái ngôn ngữ của họ, họ nghe một chút thôi là họ sẽ biết là mình nói đúng hay nói sai. Và nhiều lúc họ nghe mình nói sai thôi mà họ không có biết là mình đang gắng muốn nói cái chữ gì, thì bạn phải gắng nói cho đúng. Thì cái răng của mình á, nó kẹp lại cái lưỡi của mình, cái lưỡi mình nó hơi hở ra một chút. Cái tiếng mà mình ra để cho ra thank you đó, nó là từ phổi của mình thổi ra, giống như mà mình không có thổi mà mình chu cái miệng của mình ra kiểu đó. Mình thổi cũng như vậy, mà mình thổi lúc mà răng của mình nó kẹp cái lưỡi mình lại, mà cái lưỡi mình ra một chút xíu nó ra, cái hơi á nó phải ra từ phía trên của cái lưỡi của mình. Ngay từ đó lúc mà mình rút cái lưỡi mình đi á, mình tạo cái chữ nào mình muốn, như cái chữ thank you đó, nó là thank you, thank you, thank you. Hồi nãy Will mới dạy bạn phát âm ra một tiếng của cái th, cái th nó có hai tiếng. Cái tiếng thứ nhất đó là nó từ phổi thổi ra, thank you, thesis, theory. Cái th, cái chữ kia đó nó là này, nó không phải là từ phổi mình thổi ra mà nó là từ cái cổ của mình rung. Cái cổ của mình rung đó, nó y hệt như cái chữ ừ của mình. Giống như mình nói chuyện với các bạn của mình có ừ, hay là ba má mình hỏi mình làm gì, con ơi rửa chén đi con, cái cổ của mình nó rung nó như vậy. Thì lúc mà mình làm cái miệng mình ra th đó, nó là thở từ phổi rồi. Cái này là mình làm như vậy mà mình gắng nó đi thì nó cũng ra cũng gần lắm rồi, từ từ bạn sẽ chỉnh nó được. Cái chữ th này thì mình đọc ra the sun, the sky, the computer, the that, this, the mother, father. Nó khác với thank you mình nghe có hơi thôi, nó là thank you, thesis, theory. Cái này là the, this, nó từ cổ mình nó rung ra. Mà bạn phải nhớ, bạn mà ráng nói như vậy mà không có sử dụng cái lưỡi của bạn đúng nơi đó, nó sẽ ra giờ 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 giờ. Lúc mà mình nói cái chữ th đó, cái cách mà mình dễ phân biệt ra nhất là đa số mấy cái chữ th mà đứng đầu của cái chữ đó, nó là mình sẽ gồm cái cổ, nó là these, that, those, theirs, they. Giữa chữ đó thì sẽ khoảng 50-50. Cái đó mình phải tự học thôi. Đa số cuối chữ đó, th mà cuối đó, nó là như cái chữ
four, hàng thứ tư four, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, twentieth. Cuối thì đầu thì chính giữa thì 50-50. Trước khi Will kết thúc cái bài TH này đó, nhớ đó, cái miệng của mình phải là hay là mà chừng bạn phát âm đó, đừng có phát âm mạnh quá. Lúc Will nói thoải thì nói thoải bình thường thôi, không có ai mà thoải. Will có người học trò, Will cứ giải hoài, cứ nói thank you, thank you. Mình mà phát âm cái đó là giống như mình phun nước miếng vào mặt của người ta rồi. Có thì mạnh quá. Nếu mà bạn phát âm ra kiểu đó đó thì ok, bước đầu là như vậy. Bước thứ nhì là nhẹ lại từ 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 đến khi nó ra thank you. Đừng có phát âm ra mạnh, không có cái ngôn ngữ nào trên thế giới này có mà tiếng Anh của mình nó không có cái chữ nào mà mình cần phải phát âm mạnh đến như vậy. Thì nếu mà các bạn nào mà còn thấy cái chữ này khó khăn đó mà chưa có học được thì cứ liên lạc với Will, cho Will biết, xong rồi Will làm cái bài tập khác để cho tập bạn nói cái chữ hay. Bye bye.